Trong hàng triệu những hồ sơ mà sĩ tử, cày quốc, khối C và khối D nộp vào hàng năm, tôi tin có rất nhiều người đã để nguyện vọng theo học đại học khoa học xã hội và nhân văn thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây gần như là thánh đường của những tâm hồn mộng mơ, những chàng trai cô gái yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Mỗi khi buồn lại lôi thơ xuân dịu ra mà đọc. Trong hình dung của nhiều người, những cô gái, chàng trai trường nhân văn sẽ thật khép nét e ấp, không hiện đại, năng động như các trường bách khoa hay khối kỹ thuật A, B, bạn ơi, tư tưởng đó lầm lắm nhé. Vì những sinh viên của trường nhân văn ngày nay họ cực kỳ năng động, chịu chơi tới bến. Bên cạnh đó, họ cũng là những biển muối mặn ngoài nỗi lo đèn sách thì còn có sự chăn trở về chuyện có bồ. Clip, sinh viên nhân văn Sài Gòn hỏi gì cũng nói, về chuyện có bạn trai trung trường và vấn đề thầm kín 18. Bài phỏng vấn dạo này sẽ giúp các bạn trẻ sẽ có cái nhìn bao quát hơn về đường tình duyên ở Nhân Văn. Những thông tin kiểu ấy dài hạn của các bạn nữ vì âm thịnh dương suy, không có bộ chung trường liệu có đúng như lời đồn. Sinh viên nữ trường Nhân Văn thường có khả năng yêu bạn trai trung trường không? 99,99% ,99 các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT từng đồn nhau rằng nếu hỏi ở đại học nào nhiều gay, đồng tính nam thì kiểu gì Nhân Văn cũng được xếp vào hàng top của top theo thực tế quan sát từ người viết, các anh chàng sinh viên của Đại học Nhân văn đúng là có phần hơi nhút nhát, đoan trang, thùy mị hơn những trường khác. Đưa miết phỏng vấn thì ai cũng ngượng ngùng nhẹ nhẹ. May quá đúng hôm đó lại có buổi giao lưu với các sinh viên trường khác. Vậy nên mới có cơ hội được nghe những bà hàng xóm, di view về trai nhân văn. Cậu bạn Hoàng Huy đến từ trường Văn Lan. Cậu bạn Hoàng Huy cho rằng trường nhân văn, công công, rất nhiều khi thật khó cho các bạn nữ tìm được mối lương duyên chung trường. Nhưng bạn tin nổi không, đó gần như là câu trả lời hiếm hoi đứng về phía không tin các bạn nữ sẽ có bạn trai chung trường, còn lại những người khác lại có quan điểm lạc quan hơn nhiều. Ví dụ điển hình như Tóm lại thì ai cũng nên có niềm tin vào cuộc sống nhé. Một câu hỏi, táo bạo, hơn không kém đó chính là hãy ngửa bàn tay nếu bạn đã quan hệ tình dục với trên hai người chuyện sinh viên quan hệ tình dục hay thậm chí là sống thử ở thời điểm hiện tại không còn là thứ gì đó quá căng thẳng như ngày trước. Về cơ bản, nếu cả hai tự nguyện và có những biện pháp an toàn, tránh lây nhiễm bệnh tật cho nhau thì chuyện này cũng thường thôi. Tuy nhiên trong mắt các bạn sinh viên nhân văn, đây vẫn là câu hỏi vô cùng nhạy cảm. Đa phần đều che miệng cười, ngượng ngùng khi nhắc đến cụm 18 này. Những người giữ nguyên, không lật ngửa bàn tay chứng tỏ chưa bao giờ quan hệ tình dục trên hai người rất nhiều học hành thôi ai quan tâm ấy ấy trước đề nghị hãy ngửa bàn tay nếu đã quan hệ tình dục với trên hai người gần như ai cũng chối bay chối biến theo quan điểm của số đông các bạn chuyện bây giờ phải là lo học lo kiếm tiền để sinh hoạt chứ thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện xa vời đó đúng là trường nhà người ta mà khó lắm mới có một bạn trẻ duy nhất ngửa bàn tay đây